sẽ làm thêm cái sai thêm phần ghi chú này nhá. Rồi mình thêm một cái phần nữa trên website đi, hay là footer các em, trên website. Rồi kết thúc trên website. Vậy là các em thấy một cái sai chia ba phần đúng không em? Đó. Rồi nhưng mà cái này nó chạy được chưa các em? Chưa có gì hết đúng không? Rồi thân website nè, mình có thể lấy một cái này luôn, nghĩa là giống như mình tạo bộ khung đó các em. Ha, đó, thầy ví dụ như ở đây, đó, thầy đưa vào đây. Rồi thầy tạm thời cái này là thầy ghi tạm thời đây thân website đi, tí nữa mình sửa cái nội dung này lại nhá. Ở đây giống như mình tạo ra cái bộ khung thôi chứ không phải là mình ghi nha, không phải mình thiết kế web mình để như vậy đâu nha. Rồi tương tự như vậy nè, mình cũng phần tranh website luôn, mình cũng có cái bộ khung như vậy. Rồi tí mà mình thấy mình xóa này đi là mình thay đổi á các em. Ha. Đó. Thôi. Ví dụ như vậy. Thì các em để ý như vậy nè. Đó, mình sẽ có ba cái phần thân thì tí mình viết ở đây nè. Thấy chưa? Ví dụ như bây giờ mình muốn cái phần thân website mình cho màu khác, giả sử mình cho màu màu khác. Thì ví dụ thôi nhé. Rồi. Bấm connect. Thấy chưa? Đó, bây giờ mình thay đổi nội dung ở dưới đây nè. Hiểu hiểu ý không vậy? Rồi, bây giờ giả sử phần thân website thì mình sẽ đưa những cái gì vào nè. Thật ra là ở đây á, người ta sẽ yêu cầu mình đưa sản phẩm khuyến mãi rồi bộ lọc sản phẩm quảng cáo. Nhưng mà thôi, mình không có làm giống như vậy đâu. Bây giờ mình chỉ đưa mình lên trên Google á, mình tìm một cái trang web nào bất kỳ, mình lấy cái phần thân đó mình đưa vào cái của mình. Ha. Không? Rồi các em coi nha. Rồi bây giờ ví dụ như là bây giờ mình sẽ thầy muốn nghĩa là mình thầy chỉ yêu cầu các em làm theo tùy ý mỗi người chứ không cần phải theo cái nội dung yêu cầu trong đây của thầy đâu nhá. Ha. Thì ví dụ như các em lên trên mạng nè, các em tìm ví dụ như giả sử các em tìm web bán hàng đi. Web bán bán gì đi TV. Đó, ví dụ như vậy. Rồi ví dụ như vậy. Đó, lấy đại trang này đi ha. Mình không có làm được ý đúc được cái trang của người ta đâu nha các em, trang chủ người ta. Rồi ví dụ như bây giờ mình lấy một số cái này thôi. Không? Rồi ví dụ như mình CS nè. Các em muốn lấy cái hình này á, đầu tiên nè, các em lưu ý nè, ở đây nè. Các em vào trong cái thư mục web của các em. Thầy bỏ cái này đi. Rồi, các em sẽ tạo thành một thư mục là hình. IMG. Ý thường thôi nha. IMG viết tắt từ email á. À, rồi giả sử các em tạo một cái thư mục là trang chủ để các em chứa hình á của trang chủ, những cái hình trang chủ nhé. Không? Rồi các em sẽ đưa hình trang chủ vào đây. Rồi cái trang này mình thấy nó nhiều quá, mình lấy cái trang nào mà nó máy tính đi. Thôi mình rồi bây giờ như đây trang chủ nè, mình muốn lấy hình này mình nhấn chuột phải nè. Các em thấy lưu email không? Có một số trang mình nhấn chuột phải nó không có chữ email đâu nha các em, người ta chặn á. À, đây mình đang ví dụ mình lấy một cái email. Rồi mình vào trong cái, nghĩa là tùy ý các em luôn, các em muốn lấy trang nào cũng được. À, đó, em lưu trang chủ. Rồi các em sửa lại, ví dụ như các em sửa lại giới thiệu trang chủ một đi, hình trang chủ một, hình trang chủ một. Rồi các em muốn lưu tên gì cũng được nha, tùy ý mình. Các em nhớ là đây là file CSS nè. Rồi ví dụ như bây giờ mình lấy một số hình ở đây, mình sẽ H1 H3, ví dụ như vậy, mình muốn lấy cái nào cũng được ha. H2 4. Rồi bây giờ mình là lấy một số sản phẩm cho trước nữa. Rồi CS nè. À, cái này nó thôi các em ghi là máy tính 1. Nghĩa là mình tự suy nghĩ ha, máy tính 1 nè. Rồi, ví dụ như cái này máy tính 2. Rồi, một số hình dạng như vậy. Rồi, tượng trưng thôi nha, tượng trưng trang chủ mình lấy. Mình không cần mình lấy hết tất cả đâu nha các em.
tương chứng một số cái. Rồi bây giờ các em coi mình thiết kế nè, phần thân của size nè, mình sẽ có một cái dạng như vậy. Mình lưu ý nè, thay vì họ lấy mình viết như vậy, mình sẽ làm cái phần dòng này mình thêm một cái email. Các em coi cách thêm email nha. Email là các em dùng cái thẻ gọi là IMG, các em thấy không, tự động hiện ra không? Rồi gạch một cái, các em thấy IMG ở đâu không? Họ lấy mình tạo thứ mục đó các em. Rồi mình vào phần trang chủ, rồi lấy phần trang chủ nè, coi nè, gạch một cái IMG, chọn trang chủ đó, thấy chưa? Rồi bấm Ctrl+S nè, coi nha, bấm Ctrl+S mình xem thử trước đã, thấy không, thấy có một cái hình lớn này không? Rồi cái chữ thân website mình bỏ đi nha các em nè. À thầy việc làm bị nhầm cái phần xuống phần chân này, chết rồi. Rồi thầy bấm quay lại cái nhé, thầy làm nhầm vô xuống cái phần chân website rồi. Rồi mình qua bên đây. Ừ. Rồi được chưa, hiểu ý chưa các em? Rồi đó, đây là phần chân website nè. Rồi cái hình này mà các em muốn cho nó nhỏ lại thôi, đừng có lớn, thì cái này các em nó sẽ có cái chiều cao đó các em. Ví dụ như chiều cao các em muốn là 500 base đó, chứ thường thôi đó, thì các em sẽ thấy nó sẽ ngắn lại hơn. Rồi ví dụ như là các em muốn là 200, đó là tùy ý mình nhé, chiều cao chiều ngang thì đừng có chỉnh, cài có tự động, thấy chưa? Đó. Rồi thôi mình cứ để mặc định đi, tại vì theo cái của người ta thì cứ để mặc định. Rồi tiếp tục nè, bây giờ mình sẽ thêm một cái deep nữa, mình sẽ thêm cái này nè. Deep là dịch cho tiếng Việt là phân chia nha các em, thấy chưa? Rồi mình sẽ muốn ba cột thôi, cột gạch MD, gạch như bang đó, muốn ba cột. Rồi mình sẽ chèn cái hình vô, các em coi nha, thầy chèn cái hình vô này. Thôi thầy đánh chữ IMG không. Rồi gạch một cái nè, IMG trang chủ. Rồi giả sử hình một, được chưa? Rồi các em thích muốn ra cho nó sắp xếp, cho nó nhìn nó dễ nhìn, các em bấm đây, thấy không? Rồi mình xem thử cái, mình xem thử cái nó các em thấy có một cái hình chưa? Được chưa? Rồi các em muốn là giả sử cái độ dọc của nó ví dụ như là 80%, các em đánh chữ 80% ha, không thấy nó nhỏ lại không? Hoặc là các em muốn độ dọc 100%, lưu ý 100% này á là 100% của ba cột đó các em nhé. Còn nếu mà mặc định mà các em không có cái 100% này á, nó mặc nó chèn nguyên cái hình lớn của nó ra ngoài luôn, giống như ở đây nè, ví dụ như ở đây các em mà thêm cái này, ví dụ như 100% đó, các em thấy nó kiểu như vậy. Rồi một cái lưu ý nè, các em thấy cái này nó bị sát lên trên không, thấy chưa? Rồi nghĩa là các em cố gắng các em làm một cái cái việc mà khoảng cách phía trên phía dưới á, nó chính là các em nhớ các em học bên buộc nó có cái các em để ý ở đây, các em sẽ sử dụng cái style marking. Marking là cái lề á, các em ghi giả sử 10 base là khoảng cách bên trên, bên trái, bên phải á,